Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship quá nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra công ship và cân nhắc cho cửa hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bạn, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây, made in USA này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy, nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhé. Đấy, có hai màu, màu đen màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên, hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, hàng rất đẹp các bác nhé. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhé. Đấy, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá, ví da bò sẽ là 120k, 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, năm chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có ba chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt, và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là, cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này là 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này, là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em. Dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây xâm thịt nhá, cây xâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây xâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình xâm thịt này. Đấy rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác xâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây xâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây xâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây xâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây xâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên là nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít, con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên cho là bình 20, giá sẽ là 80.000 nhá, bình 20 này. Bình 20, giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ là một cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn. Các bác dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả pick cắm như này cho em luôn. Nó rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mà công tắc nữa. Vừa bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trộm trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nha. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này. Tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn. Thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này. Sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì
các bác hàn mà cho em nó rất là tiện, vì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy, một bịch này của nó là 3 que nhá, một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa pin 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá, súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá, bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đấy, đây, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Chỉ có 170.000 cho con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 cho một cái dây phơi như này thôi nhá. 15k cho cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này. Bằng cao su non và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên trên. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi, các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán.
Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu đầu clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này, dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450ml gần nửa lít luôn, 80k có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá, khăn mặt của Hàn Quốc. Thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Và bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Và lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này, đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k, rồi ok. Hello các bác nha, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con máy hút bụi nhá. Đấy, con này thì và xem giá như thế này tí. Đây nó sẽ là một con máy hút bụi rất là khủng như này các bác này. Đấy, rất là to luôn các bác. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy các bác này. Hút khỏe lắm và nó có cả cái đèn tia cực tím này để diệt khuẩn luôn. Đó. Có hai cấp độ này các bác. Con này hút rất là khỏe luôn nhá.
có kèm một cái cáp sạc này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó. Con hút bụi này bao nhiêu nhỉ? Con này thì các bác lên cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000 cho con hút bụi thảm như này. To khỏe, hút thảm, hút giường, hút bàn ghế cái thứ rất là mạnh luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi thảm, giá sẽ là 290.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy xay tỏi ớt nhá. 80.000 cho con máy xay tỏi ớt như này. Con này thì chạy bằng pin rất là khỏe luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Đây các bác này. Đấy, chạy bằng pin. Đấy, nó xoay rất là khỏe luôn các bác nhá. Đây. Motor của nó này, để chạy bằng pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái bộ lưỡi kép như này. Lắp vào thôi. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào theo lẫy là mình sử dụng. Đấy, lưỡi nó xay này. Rất là khỏe luôn. Chuyên để xay tỏi ớt nhá. Có kèm cáp sạc luôn, máy xay tỏi ớt 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ấm siêu tốc cái này trước tên nó là gì đấy? Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, con này nó sẽ có lưới lọc như này. Đây. Nó sẽ có cho các bác cái lưới lọc này các bác này. Đấy. Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, nó sẽ có lưới lọc luôn. Và giá thì sẽ là 200 mấy nhỉ? 290.000 nhá. Ấm siêu tốc lưới lọc. Giá sẽ là 290.000. Cái này của nó bằng kính nhá, bằng kính. Các bác có thể dùng để mình đun nước sau đó thì mình mang ra uống trực tiếp được luôn. Đấy, có cái lưới lọc như này. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc lưới lọc, giá sẽ là 290.000 nhá. Đấy. Có lưới lọc luôn, ấm siêu tốc lưới lọc này. Ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc. Có lưới lọc. Đấy, có lưới lọc, giá sẽ là 290.000 và bao sim tận nhà nhé. 290.000. Dung tích của nó là 1,7 lít. 1,7 lít. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Rất chất lượng các bác nhé. Ấm siêu tốc Đức có lưới lọc, 290.000. Tiếp theo là cái khay để các bác đựng đá nhé. Khay làm đá. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Mua 5 tặng 1. 15.000 một chiếc. Mua 5 tặng 1 các bác. Đấy, đây nó sẽ là cái khay làm đá thông minh như này. Đấy, có nắp đậy nhá. Đây, và có cái phần này các bác đẩy đây này, đẩy lên. Đó, có nắp đậy luôn. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây tắm nhá. Đây, dây tắm 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc dây tắm như này. Bằng cao su nha. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, dây tắm 15.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác nhá. Lọc rác inox như này. Đấy, các bác cho vào chậu rửa bát này. Đó, cho vào chậu rửa bát, sau đó thì nó sẽ lọc cho bác cặn rác, cơm, các thứ lại. 15.000 cái lọc rác inox này nhá, 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn cam mô hình nhá. Đấy. Lên cho em là đèn cam mô hình, cái này nó chỉ là một cái đèn bình thường thôi. Đấy. Nhưng mà nó tính chất nó giống một cái cam. Đó. Rất sáng luôn. Đấy, có các chế độ sáng như này và có cảm biến nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng. Đấy. Và ban đêm thì nó sẽ sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng các bạn. Đó, ban đêm là nó sẽ tự sáng luôn. Có cảm biến. Đây, các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Cảm biến em che cái pin năng lượng này đi là nó sẽ sáng. Và rất là tiện dụng luôn. Con này thì giá sẽ là 100 cành nhá, 100 cành. Em mã giúp em đó là có cả đầu ốc xoáy trước cái này, về nhà các bác bắt vít vào tường cho em là xong. Đó, và không cần phải dùng điện đóm thì tiết kiệm điện. Cam mô hình nhá, đèn cam mô hình 100k, đèn cam mô hình 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình voi nhá, giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này, 160.000. Đó, đây nó sẽ là một con bình dung tích là 1,2 lít. Có cả nắp, có cả nắp có thể bật lên uống trực tiếp này, hoặc là xoáy ra nắp ra uống rồi. Và có cả sẵn vòi luôn, có sẵn vòi đẩy tự động luôn nhá, vòi đẩy tự động như này, các bác chỉ cần mở nắp ra là cái vòi nó sẽ bật lên, rất là tiện luôn. Đó, sẵn vòi viết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này nhá, 160k cho con bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món chuyên Thái, giá sẽ là 100 dao 6 món này 150 à? Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món chuyên Thái 150 có kèm giá đỡ luôn. Bộ này thì nó mỏng lắm, các bác chỉ dùng để thái thôi nhá chứ không băm chặt được đâu. Đấy, nó hàng nó mỏng nhưng mà nó rất là bén. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái như này. Đó, 6 món chuyên Thái cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giá đỡ này, một giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 món luôn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Đấy, có cả liếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, đây là cái liếc này, liếc để các bác mài này. Đó, một cái liếc để mài này. Tiếp theo là đến một cái kéo này. Kéo này thì cũng rất là bén luôn, các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, cắt nem này, khui bia, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cho vào đây cho em. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là ba con dao.
Dao này thì nó mỏng mình thôi, các bác dùng chuyên để thái cho em nhé. Đó, đây, ba con, ba này, đấy. Dao này thì dùng để chuyên để thái cho em rất là ok luôn. Đó, ba con, rất là bén luôn. Đó, đây, ba con dao như này, các bác này, ba con dao, rất sắc bén và sạch sẽ. 150.000 một bộ như này. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ được, băm nhẹ thôi nhá, chứ còn không chặt được đâu. Đó. Đây, một cái bộ dao 6 món như này, 6 món nhá. Ba dao một kéo một giá đỡ như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 thôi, bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Dao 6 món này, bộ dao này. Bộ dao 6 món này. Chuyên thái nhá. Đấy. Chuyên thái, giá của nó sẽ là 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái. Được, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác. Các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá. À, ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1 2 3 ba ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu ổ cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá. Ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sới cơm nhá. Môi sới cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sới cơm bằng nhựa của Nhật như này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ, ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sới cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nhá. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ, và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4 đến 5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000 và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nhá. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc, nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật, 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc, 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá. Tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi. 4 con duy nhất. Đấy. Thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy, thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k trên một con tô vít kèm đầu như này, 50.000. 50.000 một chiếc. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái tô vít nhá. Bao gồm là 7 đầu. Đấy, một tô vít như này và bao gồm là 7 đầu, các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 500 ít. Giá thì sẽ là 50.000 trong cái tô vít 7 đầu như này. Lên cho em là tô vít 7 đầu nhá. Tô vít 7 đầu. Đấy, giá sẽ là 50.000. Bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone. Đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa chức năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá. Đấy, kết nối đa chức năng cho em. Đây. Đấy, California nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện. Hàng thì của iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá, sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan con này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này.
Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhé. Từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bão quạt nhé. Đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ năm đĩa tròn nhá. Bộ năm đĩa tròn như này. Đấy, năm cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho năm cái đĩa tròn như này các bác này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm và cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, năm đĩa inox tròn như này nhá. Lên theo là bộ năm đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ năm đĩa tròn như này nhá. Năm đĩa tròn này. Bộ năm đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, năm đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện, đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây tám này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây tám silicone nhá. Dây tám silicone, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi. 15.000 cho một chiếc dây tám silicone như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicone như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây tám 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác cái bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tám như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ ba trà lưng nhá. Bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ ba trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ ba trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ ba trà lưng các bác nhá. Bộ ba trà lưng. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi, bao gồm 2 chiếc. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá. Phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này. Cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy, các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc, mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy, thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu Đều Át của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì
Nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn mình sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhớ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó. Đây, đầu mũi đều quát này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu công tắc của áp quy nhá, công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá, 50k cho công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dợ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình cho đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy, đấy, đấy. Thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây cho nó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này. 90.000 một chiếc như này nhá. Con này có dây giếc các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét, thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2 mét rất là dài luôn nhá, rất dài luôn con này, rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này, các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình chở ra, mình giả ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn, võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy khiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này, nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn, rất là rộng luôn nhá. Đó. Võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy. Ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy. Vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá, tự động hết. Đây. Các bác chỉ cần ấn vào này là xong này, mở ra này. Đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn, để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy, hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được, rất là gọn. Đó.
túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá, 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này, bốn cánh mini. À, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led men như này nhá, led men như này, và con này nó sẽ là siêu siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W. Bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bóng đèn bốn cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. 40k cho một quả bóng đèn bốn cánh mini như này, 40k này. Đấy, bốn cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng ba cánh này. Ba cánh con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Còn ba cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, ba cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn ba cánh này. Đấy, con ba cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Con ba cánh này là 45W này. Đấy, ba cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn ba cánh 45W, con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá, rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn ba cánh, bốn cánh, bắt đầu đến năm cánh nhá. Năm cánh thì sẽ là 120.000 nhá. Năm cánh là 120.000 đây. Con năm cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. Năm cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con năm cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con năm cánh đây. Đấy con năm cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000 cho con bóng đèn năm cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con tám cánh. Con tám cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con tám cánh như này. Đấy, 190k, tám cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng. 8 miếng ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304. Bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào đây, nó sẽ có cái dãy số này, các bác lắp vào, nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em đây, lắp vào đây đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này, thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn, nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá, bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá, 20k cho cái bảng số dán ô tô như này, 20k rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô, bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây cái này là của Nhật này, của Nhật này thì sẽ là 60.000, 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá. 40.000 một típ. Đó, đây. Của Nhật này thì chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g, 120g 40.000, con này 170g cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V, thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em, 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này, thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tỏa nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Có lên cho em là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này. Đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này. Đây, nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được. Nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này.
Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98 cm. Dài dài là 122 và cao là 86, nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá, ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này, nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn vào được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này. 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5 7 ly. Đấy, hàng liền thân như này. Chặt xương trâu xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao thái vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30 cm, đúc liền thân, khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao thái vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Đấy, dao thái vân gỗ. Dao thái vân gỗ này. Đấy. Dao thái vân gỗ. Thái vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên, nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá, có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá, thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này.
Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ, đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này, có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn. Sportwatch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là, con một con này thì giá của nó sẽ là, con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 thôi nhá. 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin và là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện thông nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có con thì nó là nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy, rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy, mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À, một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy, nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này.
Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này, bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy, 100k nhá. Đấy, 100.000. 100.000 cho một combo như này, bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy, 100.000. 100.000 thôi. 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhá. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k trong cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngéo điều chỉnh được này, ngoắt ngéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng
để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở đây. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá, chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn. 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là
Đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bắn vào tường cho em, sau đó thì mình bắn vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bắn vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gỉ, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo trọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá, bộ vợt cầu lông như này. Đấy, bộ vợt cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt như này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho em là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k, bao gồm là cả một bộ vật và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc hẳn hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy,
thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm đây. Một viên này nó sẽ là 5 loại như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này. Giặt sạch, tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bạn này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, Made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Thao thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy. Lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả. Giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan. 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này. 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá. 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear. Giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy. Lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên cho em. Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này. 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, xịt nhà tắm nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bác lên luôn. Tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Đó, rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này, giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy. 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. 1 2 3 4 5 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi. 25k nhá. 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 25.000, 6 cái bàn chải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giá không thể tin nổi luôn. Đó nhá, đó, rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quặn thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi
1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy tổng có bác là 4 món luôn. 4 món mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này, và một cái hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này. Có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 150 cành thôi, 150 cành. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó này. Đấy. Hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Bên trên là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá, lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng thì các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đó. Lên nãy cho em đó là kính lúp nhá, to rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá, 70.000 cho một con kính lúp như này, 70k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên nãy giúp cho em là gấp nóng này, con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên nãy giúp cho em đó là gấp nóng, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về tới các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ghen co. À cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào như này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho son cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít.
nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này, hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 đúng nhá, 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc, rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này, rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim, rồi đê, rồi móc, rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên trên là hộp kim chỉ, giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à, cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá. 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích thôi nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể
nằm dựa lưng này, hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được này. Đấy, đùi đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy. 320k massage vai gáy này. Vai gáy giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhé. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy, hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó, thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB, hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này.
Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhé. Mua 5 tặng 1. Đây mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy. Đèn USB giá sẽ là 5k một cái nhá. 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này, đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái. Lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây. Đấy một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhá, giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000.
đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim lắp biếc vào cho em là xong đó, lắp kim lắp biếc xoáy ốc vào cho em là xong đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này, ốc biếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng và chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này các bác. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một ô như này, dung tích của nó là 2.8L nhá, 2.8L. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngàn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngàn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là vip luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bác. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy, mẫu chữ G này, đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này, đấy, rồi mẫu hình, đây. Đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm, thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên.
Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con đà điểu luôn. Nên mã giúp em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô đó. Tiếp theo thì nay lên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dần di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dần di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dần di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20. Chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ.
chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau, nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui xời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là này, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này, rất đẹp này. Đấy, vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, qua theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó, hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy, đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đi biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn, để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy, thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây, Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB, các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá, vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy, lên cho em là vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng. Vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130k một em, 130.000 cho em vật muỗi đứng như này. Rồi ok.
Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm. Cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó, giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá, môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này, 40k cho một cái môi đặc như này. Đó, tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k, à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy vào này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp có giòng đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn, các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá, lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị gì sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc rồi được thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút phát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20k. Đây, khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này, rồi điều hòa này, hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đấy, các bác bóc ra sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy. Các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này xem, nó rất là tiện nhá. Đấy. Vừa chống chuột chày, côn trùng, kiến gián, khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V, nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhé. Đấy, đây thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em, sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhé, kích nguồn lên 220V. Đấy, các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhé, 12V hoặc 24V đều được, và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này, hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy, và các bác có thể dùng để mình kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này, hoặc là nấu cơm này. Đấy, thì đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy. Bộ kích điện này, bộ kích điện. Bộ kích điện giá sẽ là 175.000. 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện giá sẽ là 175k, 175.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Nên mã giúp em đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy, bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây, các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh. Và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá. Khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì
bóng đèn 3 cánh hả? Bóng đèn 3 cánh và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây. Cái này của nó sẽ là 45W nhá, 45W rất sáng luôn các bạn. Đấy 45W rất sáng luôn. Sáng lên tới là điện thoại của em nó bị nhòang nhoàng màn hình này các bạn. Thì ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá, 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy lên cho em là đèn 3 cánh, giá sẽ là 50.000 này, 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini này. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy miễn chê luôn. Đây con này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy thấy chưa? Ấy, 200W này. Sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn con này. Đó, 200W nhá. 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng lên con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy. Con 8 cánh này, đây nhiên là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhé. Còn 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu, các bác lên mã giúp cho em đó là này, nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy đầu lọc nước này. Đấy đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy thì ở đây nó sẽ có sẵn gioăng cho bác luôn. Sẵn gioăng về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy các bác có thể lắp qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con là điều luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này, hoặc là lắp qua các cái nguồn ví dụ như là vòi chậu rửa, hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này. Giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm. Cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm. Bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia, hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox, sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy 60.000. Đấy thì hôm qua em có bán cái hạc đấy. Thì nay em lại tiếp tục là về cái nhang này. Để các bác cho vào cái lư hạc đấy. Mình đốt rất là thơm luôn.
lên cho em là nhang hạc giá sẽ là 60.000. Rồi ok.